Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta trong video này chúng ta tiếp tục với Unit 15 và phần B của Unit 15 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái điểm 2 của phần B và điểm 3. Điểm 2 trước các bạn nhé. Sau khi chúng ta đã làm xong điểm 1 và bây giờ việc của chúng ta điểm 2 của ngày hôm nay là chúng ta làm việc với một đối tác, một bạn cùng lớp. Một người hỏi, một người trả lời những câu hỏi dưới đây. Rất là dễ các bạn nhé. Mọi người hỏi là bạn sẽ làm gì vào buổi tối, và bạn thích thành phố không, tại sao thích, tại sao không, và bạn thích vùng quê không, tại sao thích, tại sao không, vân vân. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái điểm 2 này các bạn nhé. Một người hỏi, một người trả lời. Rồi bây giờ đầu tiên bạn mình hỏi là sao, bạn làm gì vào buổi tối này, thì mình trả lời sao các bạn? À, tớ thường ở tại nhà này để làm bài tập hoặc là nghe nhạc. Đó, được chưa các bạn? Rất là dễ nha, mình trả lời rất gọn gàng và dễ hiểu. Thế thì bạn mình hỏi là bạn có thích thành phố không? Thì tại sao và tại sao không? À, mình trả lời là mình không thích thành phố nhiều cho lắm, mình không thích nhiều. Bởi vì sao? Cuộc sống ở đây thì sao các bạn? Rất là bận rộn này, và ở đây cũng rất chi là giao thông rất là đông nghịch này, mệt mỏi này đó các bạn nha. Đó, mình trả lời như vậy, mình không thích, mình lý giải đúng không nào, vì sao đó. Và câu 3 này, bạn thích miền quê không và tại sao? Ồ, đương nhiên rồi, không thích thành phố thì đương nhiên phải thích miền quê đúng không các bạn? Đó, vâng, tôi thích miền quê bởi vì sao các bạn? Cuộc sống ở miền quê thì sao? Rất chi là yên bình này các bạn nha. Đó, yên bình này, không khí thì trong lành, và những người hàng xóm thì rất thân thiện. Đó, như vậy các bạn hình dung được chưa? Đó là cái tất cả ba câu trả hỏi và ba câu trả lời chúng ta cũng đã giải quyết rất là gọn đúng không các bạn? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sang cái phần đọc này, sang phần luyện đọc này, rồi sau đó mình sẽ làm cái bài tập theo yêu cầu của người ta nha. Bây giờ người ta yêu cầu mình đọc cái bài đọc này, rồi sau đó mình sẽ liệt kê ra những thứ, những việc mà Hoa làm vào buổi tối. Và đương nhiên sử dụng thì hiện tại đơn để chúng ta liệt kê. Ví dụ như là người ta ví dụ cho mình thấy này, cô ấy viếng thăm những người bạn này, cô ấy nghe nhạc và nói chuyện này, vân vân. Rồi chúng ta sẽ liệt kê ra nhiều việc nữa các bạn nha. Đương nhiên mình đọc xong cái bài này mình mới hiểu thì mình mới liệt kê ra được đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn đọc hiểu cái chỗ này, rồi chúng ta sẽ làm bài tập nha. Rồi bây giờ mời các bạn, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn chúng ta đọc hiểu nha. Rồi cái bài đọc này là nó tiếp theo với cái unit, nó tiếp theo cái đoạn nói của cái phần một đó các bạn. Giữa bạn Lan với bạn Hoa đó, bạn Hoa với bạn Lan, một bạn không thích thành phố đó, một mà hai bạn đều không thích cuộc sống thành phố. Thì bây giờ người ta tiếp tục này, bạn Lan đúng rồi này, bạn Lan đó này, Lan đúng rồi, Hoa đã sớm thích nghi, sớm làm quen được với cái giao thông thành phố bận rộn thế này, đầy đô đông đúc thế này. Cô ấy có thể băng qua đường và không còn sợ nữa, được chưa các bạn? Lúc đó chú của cô ấy đã mua cho cô ấy một chiếc xe đạp, và cô ấy bắt đầu đi ra ngoài thường xuyên hơn vào buổi tối. Thỉnh thoảng thường xuyên cô ấy viếng thăm những người bạn của cô ấy, và họ nói chuyện và nghe nhạc, hoặc là giúp đỡ lẫn nhau trong việc làm bài tập về nhà của họ. Thỉnh thoảng họ chơi bóng bàn cùng với nhau, bóng bàn này cùng nhau. Lan cũng dạy Hoa chơi cờ tướng, và cô ấy thích chơi cờ rất là nhiều, cô ấy thích chơi cờ rất là nhiều đó các bạn nha. Rồi tiếp tục này, Hoa thì sao? Hoa thì hiếm khi đi để xem phim, có là hiếm khi đi xem phim hoặc đi ra ngoài ăn tối. Bởi vì sao? Mọi thứ ở đây rất là đắt đỏ. Cô ấy thích kết thân, kết giao, giao tiếp với những người bạn của cô ấy, và cô ấy thích cái việc đó bởi vì nó không có tốn kém, nó không chẳng tốn kém gì hết. Và đoạn cuối này, một ngày nọ, Lan và Hoa đi đến thư viện công cộng, đi đến một cái thư viện công cộng. Hoa thích đọc sách và chẳng có một cái thư viện gì đó ở làng quê của cô ta cả, ở quê ở gần Huế đó thì không có một cái thư viện nào cả. Vì vậy cô ta không thể đọc nhiều sách được. Nhưng khi đến thành phố thì sao? Đã có cái bưu điện công cộng ở thành phố, có rất nhiều hàng ngàn loại sách trong thư viện đó, và Hoa bắt đầu mượn nhiều sách thường xuyên hơn. Cô ấy quyết định rằng, cô ấy cho rằng thành phố cũng không quá tệ. Cuối cùng,
suy cho cùng cô ấy cũng nói rằng là thành phố cũng không có quá tệ đâu. Đó, như vậy là chúng ta đã vừa đọc hết cái đòi bài đọc này. Và bây giờ việc của chúng ta là liệt kê ra những việc mà Hoa làm, đúng các bạn? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn liệt kê ra một vài việc mà bạn Hoa làm nha các bạn nha. Đây, liệt kê ra bạn đó bạn làm những việc gì nào. Rồi, bây giờ là việc đầu tiên là đương nhiên rồi, cô ấy đi thăm những người bạn của cô ấy, chắc chắn rồi. Đây là không chạy đâu được, đúng không các bạn? Rồi, việc thứ hai là sao? Cô ấy nói chuyện và nghe nhạc với bạn của cô ta. Ok rồi, có luôn. Cô ấy và những người bạn của cô ta giúp nhau trong làm việc bài tập, đúng không các bạn? Bài tập về nhà. Cô ấy chơi bóng bàn, cô ấy chơi cờ và cô ấy kết thân kết giao với nhiều người bạn của cô ta ở thành phố đó. Đó là tất cả những việc cô ấy đã làm, đúng không các bạn? Đó, chúng ta cũng đã làm xong cái bài tập luyện đọc này. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đến cái phần này, phần 4, điểm 4 này, cũng là phần gần cuối rồi. Điểm 4 này các bạn sẽ nghe 6 bạn của chúng ta nói về 6 việc các bạn làm. Đầu tiên là cờ nè, bóng bàn nè, nghe đĩa nè, rồi đi đến nhà hàng nè, rồi chơi bóng, xem bóng đá nè, rồi xem phim ảnh nè, đến rạp hát này, vân vân. Tương ứng với bạn Ba, bạn Hoa, bạn Nga, bạn Nam, bạn Lan, bạn An. Bạn nào làm việc gì thì chúng ta nghe, chúng ta chọn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe, rồi các bạn chọn, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn dạy nha. Rồi, bây giờ mời các bạn. Listen. Match each name to an activity. Page 165. Yesterday evening, Bob played table tennis. Nga saw a movie. Lan went to a restaurant. Hua played chess. Nam listened to CDs. An watched a soccer match. Rồi, bây giờ mình sẽ để các bạn nghe lần thứ hai có script để các bạn so sánh với đáp án của các bạn nhé các bạn nha. Đây, bây giờ mình mời các bạn nghe có script. Đây các bạn nha. Rồi. Rồi, bây giờ mời các bạn nghe lần thứ hai so sánh đáp án của bạn nha. Rồi, như vậy là các bạn vừa được nghe lần thứ hai và các bạn hiểu rồi, đúng không các bạn? Rồi, cái bài nói của cái lần thứ hai này các bạn, của video này nè. Vào buổi tối ngày hôm qua, bạn Ba thì chơi bóng bàn nè, bạn Nga thì xem phim nè, bạn Lan thì đi ra ngoài một nhà hàng nè, bạn Hoa thì chơi cờ nè, bạn Nam thì nghe nhạc CD nè, và bạn An là xem một trận bóng đá. À, vậy thì bây giờ ta sẽ ghép vào. Đây, chơi cờ là bạn nào? Đây các bạn, chơi cờ là bạn nào? Đây, chơi cờ là bạn Hoa này các bạn. Đây, bạn Hoa là chơi cờ đúng không nào? Đây, Hoa played chess. Đó các bạn nha. Rồi, tiếp tục là chơi bóng bàn là bạn nào? Chơi bóng bàn đây. Chơi bóng bàn là bạn Ba đúng các bạn? Đây, bạn Ba chơi bóng bàn này. Đó. Rồi, tiếp tục nghe đĩa CD này là bạn nào? Bạn Nam đúng các bạn? Đây, bạn Nam đây. Đó, bạn Nam nghe đĩa CD đây. Nam listen to music discs này các bạn nha. Đó. Rồi, đi đến một cái rạp hát là bạn nào? Đến rạp hát đây, rồi đi xem phim nè. Đó, bạn Nga nhá. Bạn Nga đi xem phim rạp hát nè. Đó, bạn Nga này các bạn nha. Đó, bạn Nga xem một bộ phim đó. Rồi, xem một trận bóng đá là bạn nào? Xem một trận bóng đá là bạn An nè các bạn. Đó, bạn An xem một trận bóng đá nè. Đây, bạn An xem một trận bóng đá nha các bạn nha. Rồi, tiếp tục cuối cùng là đi đến nhà hàng. Rồi, đi đến nhà hàng rất là dễ đúng không nào? Đi đến nhà hàng là bạn Lan nè các bạn. Đó, bạn Lan đi đến một nhà hàng.
Bạn Lan đi đến một nhà hàng. Đó, như vậy là chúng ta cũng đã làm xong cái bài tập số 4 là chúng ta nghe rồi, chúng ta ghép từng bạn vào từng cái việc làm đúng không nào? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn phần cuối cùng là phần ghi nhớ của chúng ta. Phần này các bạn cũng cố gắng nhớ cho mình một điều rất quan trọng, ba điều rất quan trọng này. Mình hỏi bạn mình làm gì vào buổi tối, mình hỏi là what do you do in the evening? Rồi, bạn mình không thích thành phố nhiều, không thích nhiều thành phố, không thích thành phố nhiều là tôi không thích thành phố nhiều là I don't like the city very much. Và tiếng ồn làm cho tôi thức giấc vào ban đêm này. Nhớ cái cấu trúc này nè. Keep someone, rồi một cái động từ hoặc là một cái tên từ ở phía sau đó, tùy các bạn nha. Là sau này chúng ta gặp, tôi sẽ nói rất nhiều chỗ này, là tiếng ồn làm cho tôi thức giấc vào ban đêm, hoặc là một cái gì đó làm cho ai cái gì đó vân vân. Thì sau này các bạn sẽ gặp rất nhiều, thì mình sẽ nói lại các bạn nha. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc cái unit 15 tại đây rồi các bạn ơi. Unit 15 chúng ta học cũng rất là nhanh. Và hy vọng các bạn thích video này và các bạn cập nhật, đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta có nhiều video hay các bạn nha. Và mình chỉ có nhiều niềm vui ra nhiều video hay cho các bạn. Và hẹn các bạn ở cái unit cuối cùng, unit 16. Và sau đó mình sẽ ra nhiều cái dạng ôn bài tập cho học kỳ 2 cũng như là giải các đề thi cho các bạn nhé. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.